Trời ơi, đeo giáp. Ôi, này đeo áo giáp luôn, trời này làm ghê lắm, chó này chắc là có này chắc gì này chứ. Ý. Có thơm không? Có luôn. Có dầu thơm dưới không? Hiểu đàng hoàng. Trời ơi, này đã, có này overnight nha, có này là lên đỉnh luôn nha, có này chứ. Chức... Có này chứ muốn lên mấy cần mây nó cứ nguyện. 9 cần hay 10 cần? 10 cần mây luôn á, trời ơi. Có dặn tính rồi cái gì cái cho chứ nghỉ ngơi nữa. Ờ, mình đi đường dài chứ không phải đi đường ngắn nha, chứ không chơi cái mai. Mai hết giờ. Thẳng luôn nghe chứ. Anh đứng ra dù gì cũng làm cái gì làm anh trả gì chứ về cho tụi em ra anh Tuấn Nguyễn. Ổn kìa. Nói đây này. Dắt đi dùm mày rồi. Là bà già bà hỏi tôi, giờ tôi hỏi bà là bà về nhà tôi bà ở mấy ngày? Nói là ngoài biết 5 ngày. Là sáng tôi đi làm là tôi nhốt bà trong nhà nha. Chơi luôn, giật đầu luôn. Trời ơi. Đó. Đáng miễn mày đi mà chích ra chị về chết. Ờ. Chết vậy có bầu rồi sao? Có bầu Quỳnh rồi. Quỳnh chịu lấy ông rồi đó. Tao nói với ông kìa, nói chịu lấy rồi đó. Nói với má chồng tao dùng gì. Có đem nó bảo hiểm qua không? Dẫu cho mượn đi. Ông thì chết đâu đòi nó bảo hiểm đâu, em chở chứ cũng đâu đòi bảo hiểm đâu, em đi đâu đi. Mình anh đường được rồi. Anh cử Minh. Thôi giờ đi đi, giờ mình nói mình làm liền nóng đi. Này chứ đi làm dâu nha. Ờ, cái này là lần đầu tiên. Qua bả giúp bây giờ bả giặt nha. Đồ cho chồng nè, rửa chén nè, quét nhà, lau nhà nè. Cái gì thích nó không luôn nha. Cái gì thích là lấy, không thích thì đập. Chết. Trời giờ nằm đâu. Nói giờ đang chồng ăn nữa đó. Bây giờ đang lo nè. Cho bà nghe nha. Tôi về tôi sẽ không mở tivi cho bà nha, tại vì tôi mà mở tivi là ồn lắm mà tôi ngủ không được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tôi uống thuốc hùng vô rồi là phải lên giường ngủ liền với tôi nha. Ừ. Tôi uống thuốc hùng lên là phải một tiếng sau là phải lên giường ngủ với tôi liền, tôi mở máy lạnh lên liền cho mát mát ha. Rồi xong rồi tôi ngủ chút xíu tôi dậy rồi bắt đầu thức dậy. Là đi ở bển là 7 ngày xong tôi trở về nhà Phú Mỹ Hưng ở 7 ngày nữa. Ôi nhà cũng heo qua tao. Đây ai cũng đẹp trai á. Không bây giờ tôi xong tôi trở về Phú Mỹ Hưng cho biết nhà luôn. Chứ để không giờ mà nói mọi người thắc mắc là nó tôi không nhà, không này không nọ là tôi trở về cho coi ha. Lát mấy YouTube đi theo luôn. Sao chứ chịu không? Thôi. Làm gì hồi hộp gì chứ. Rồi đi về nè. Đi 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 đi. Đi về. Lên đường. Nay về chắc về làm dâu chứ không có gì nha. Đó. Làm dâu rồi giờ qua nhà Tuấn Nguyễn ở là tất nhiên đi làm dâu rồi. Còn ngoài làm dâu bả nấu cơm giặt đồ rồi kia đồ chứ. Thôi đâu. Em cầm kìa nó cầm chết. Cầm kìa má chết không. Kim mối nè, kim mối nè, kim mối. Rồi về đi ra về. Đi 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 đi. Lên xe. Lên xe. Đó, giờ lên xe về nha. Bây giờ là chuyện anh em mình tỉ gì chứ về nhà chồng nha. Đó. Giờ ơi, có gì nữa mới gọi con nha. Quá sức thì gọi nha, chứ đừng có cố gắng nha. Ờ, đó. Có đem cục sạc chưa? Quên rồi. Quên rồi, một. Rồi, xong luôn rồi. Đó, nay bựng cái bộ đồ đầm nha, nhưng vẫn mang cái đôi dép cầu ến nè. Cái lón xanh ở dưới á, ừ. À, giờ là cho Thư lấy lón xanh luôn. Có gì cầu cứu ngay chứ. Chuyện này xong rồi. Quá nhiều, nhiều số, nhiều số. Ôi, đó. Đó. Thôi chẳng là có kêu quần ra tôi ôm. Không có đường chạy đâu, bên đó không có đường chạy đâu. Ông phá từ lại rồi đụng má, không có đứa nào lên được hết trơn. Có gọi cỡ nào cũng may cầu cứu được đâu, cũng may cứu được đâu. Mọi người ơi, hôm nay em chở vợ em về nhà em nha. Nó có đem đồ theo nè. Đó. Kim nè. Kim. Rồi. Rồi.
không chú uống nha. Còn quê rồi, quê quê rồi, tao biết quê nè. Chở nó về nhà em nha, chở nó về nhà nó làm cháu. Biết quê này, biết ngại, biết ngại. Ngại ha, gọi lại có máng trên đây. Dớt. Rồi coi. Dớt má. Không có lớp áo chú mà đâu mà sợ. Có ai xỉn tôi mà chết gì không? Có, có. Để cho bà tranh cố tôi nói, mà nói gì nói. Ờ, nói, có gì nói con không? Con cháu gì chức này, chức gì nói không? Không. Có nhớ con không? Cháu cà lụ. Cái gì? Mở hai cái ra đi. Mở hai cái đầu gác chân kìa bà. Đi sao mở trời. Rồi giờ mở đầu gác chân chơi chức nha cả nhà. Có nhà chắc dơ, bầu con gió trời dài. Rồi, chức chuẩn bị đi. Bye bye. Tạm biệt gì chức, đi theo chồng. Bye bye gì chức nha. Trời ơi, chức bận ơi. Bận đồ trong, bận, có bận quần trong. Trời gì học xong như vậy. Bà hút còn xanh lá cây thì mới chịu nữa chứ. À, làm sao? Đấy. Bye bye, bye bye, bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Có bùng xe lép rồi. Đại đi. Hưng heo. Bye bye chứ. Hưng heo. Rồi đó. Đó bây giờ anh em YouTuber bắt đầu đi theo dõi Cứng Nguyễn Duy Chức nha, coi đúng có sự thật định Cứng Nguyễn sẽ chở Duy Chức về nhà không, hay là chở vô khách sạn đi một nơi nào đó nha. Đó giờ anh em YouTube đi lén theo nha. Đó, cập nhật tình hình cho mọi người sát sao luôn. Đó, hôm nay chức là cái ngày lên xe qua của chức luôn nha. Chưa lên xe qua là qua mê trai, qua nhà trai đọc phòng luôn tối nay. Đó, tới công chuyện gì chức nữa mọi người ơi. Đó, bây giờ ra cái đó văn kiện nha cả nhà. Đó, giờ chức mình cũng đang chở chức nha. Nói giờ thì hôm nay là chức tập thiệt luôn, qua nhà chồng thở luôn đó nha. Vừa qua nó ngã nó nghiêng, lòng gì chức cũng như cái kiền ba chân. Đó mọi người thấy cái nón xanh xanh ông đó, chức đang đứng ở đó nha. Đó chồng chức giờ đang rút tiền nha, giờ chức đang đứng ở đây đợi chồng rút tiền xong rồi về nhà chồng hưởng thụ nha. Đó cuộc sống sau này của chức là ở bên nhà chồng luôn nha, không về nhà bên hộ kỹ nữa. Đó bây giờ đó đã lên được nhà của Cứng Nguyễn nha, đây là đôi dép của Duy Chức nha cả nhà. Cái chết cho mày đi lắm. Có khu lạnh không anh? Có. Để lá cỏ, cái chai hút nè. Xài giờ 4 lội em đang xài nè. Một xuống đi, cái hút nè. Hút uống nè, người hưng lại đây. Nè, không có uống nè. Ai vậy? Mày á, trời ơi. Ôi, má nó đừng. Trời ơi. Trời ơi, vợ chồng hạnh phúc. Ôi. Trời ơi, tìm cho vợ. Ai vậy? Ôi, trời ơi. Mới lấy phút hôm về rồi. Mới ra đi vợ chồng tao ngủ đây. Kìm chân nè. Ra ngoài chơi đi. Rồi nó mới làm cho bả đó. Mới phải ra. Ê, tin chết nè, để bà ấy nghe ông. Trời ơi. Mấy mày, giờ ở này nghe tôi nghe nói xấu ngồi nha. Mày thấy đây là phòng Cứng Nguyễn nha cả nhà, đó rất là nhiều phòng, đây là cỡ 3 phòng á chắc. Cho mướn cái nó kẹo. Để trống vậy đó. Mẹ muốn phòng đó. Anh em vui vẻ mới dám như đây. Trời ơi, vui dụng quá. Không có gì anh, trời ơi. Em quên phát cửa, em phát cửa là đủ máy nước ngoài rồi.
Có ai ở đâu mà có đồ ăn? Có ở đâu? Qua của chú. Đó. Đây có cái dành không anh? Không. Đẹp quá. Ở đây là hoa của anh chị tặng cho anh Tuấn Nguyễn, là anh Tuấn Nguyễn để lại hết nha. Đó, dù cái hoa là héo thì anh Tuấn Nguyễn vẫn không bỏ nha cả nhà. Đó, hoa giờ là giống như là nó giống như là héo hết rồi. Đó, hôm nay là vừa đây sắp tới, nhà này là nhà của Trần Thị Chất. Đó, có bán không được bán nha, chưa được ở nha. Bán là ẩu rồi đó nha. Thuê phòng không? Thôi 2 đáng... triệu. Ôi, dì cháu lấy 2 triệu chưa gửi rồi, tối về. Đứng mẹ mà đi. 2 triệu. Thấy chất vô luôn rồi không? Ờ, lòng tay rồi. Thấy hết luôn nha. Nó thấy hết luôn. Chào. Thấy hết. Không, đi theo rồi. Thôi, bán dần rồi thấy hết luôn nha. Dùng. Trời, không biết mật mã sao lên hay vậy? Trời, không biết. Trời. Anh què. Tôi thể tôi quẹt lên mẹ. Ờ. Ôi, miếng này ghê quá. Có một má, đồ má mốc về Phú Mỹ Hưng phải đi gần nó chứ không đi theo nữa. Mà do Phú Mỹ Hưng không vô được, nó có cổng. Phú Mỹ Hưng khó hơn đây. Không ngồi ở đây dễ. Đưa giấy tờ mà bảo vệ mới vô. Đói chứ ngủ phòng nào, phòng nãy phải không? Không chi vậy, mình nhiều chuyện. Quay nè. Hôm nay cho ông mượn phòng nha. 5 triệu. Ủa, phòng trắng đem 5 triệu. Ông vớt rồi, giờ đưa 5 triệu đi. Đâu mà kiếm tôi ở đâu, kiếm hình tôi ở đâu? Đó, kiếm được anh Tuấn Nguyễn đây không? Kiếm hình. Đây đâu mà kiếm. Xong thấy cái anh đeo mắt kiến đi, chứ nhìn ai đeo mắt kiến. Ở kiến nhà có kiến nó đeo được. Đó, tôi đứng ở đâu? Bà chỉ coi, đó nhân viên tôi đó. Ờ. Trời ơi, hay quá vậy chứ. Không, giờ mình lên đây rồi mình mở xe chị đi chứ. Không, lắc xuống dưới ăn ốc nè. Ăn ốc kìa. Lắc xuống ốc rồi. Ăn ốc luôn ha. Ờ. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Vô ha. Đó là thành công của anh Tuấn Nguyễn. Bây giờ mới về làm dâu, giờ phải dọn dẹp nhà cửa đi. Quét nhà này. Đúng rồi, quét nhà lau nhà đi. Đúng rồi. Ờ, anh Tuấn Nguyễn, anh mà để gì chứ làm bãi 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 bãi. Nó vừa mở cửa ra. Tới công chuyện. Rồi bây giờ vô nội nội chợ đi chứ. Nấu cơm thì giặt đồ cho anh Tuấn Nguyễn rồi. Bây giờ làm được nội chợ làm tình đi giờ. Ở nấu cơm giờ bật máy lạnh trước đi, bật máy lạnh trước rồi. Ai có ai đeo dài không cho nước đôi nè. Dài xịn không à. Thôi lấy gì cho con với chồng đi. Hồi nãy mình tới công việc mình nói sao ngàn tính nhiều dài quá, nhiều khách quá. Cái này là ít đó. Em đem để đeo thôi. Nè, em đeo cái dép để dậu. Trời ơi, để mà phải không? Đâu anh ơi. Sao vậy? Dép nó dậu mang dừa đó. Dép này. Đó anh đi công trình nên mấy đôi dép bị dơ ha, đi vô trọng. Không phải dơ. Không. Anh để nó bụi hả? Nó bụi á. Nó tao nói nhà tao nhà quan chức chủ mà tao đâu có ở đây đâu mà. Đó trên có đôi dài. Đôi dài. Nào qua mang qua. Dứt mang về đến đi. Không. Không dạ. Giờ. Để mấy về định chơi chức mang. Không. Mày vô. Không mang về định vô thì dớt. Để bụi không nhà đâu. Mang vô thử đi. Thôi. Không, không sao đâu. Mang vô đi cũng sao được chứ. Đây không có đâu mình kẹt đó. Yeah. Bữa nay chích bụng chơi kiểu nào, chơi mấy kiểu. Kêu cắn một le giống mày. Ờ. Ghê không? Có nay chơi mấy kiểu. Ta đẹp luôn. Đó. Bao lít nào mình chứ bao nào. Không có đây bên kia với bao nào. Chích nhớ chứ tặng anh Tuấn Nguyễn bông nạp bó nào không? Đó. Đây là không phải là Tuấn Nguyễn đó. À, nó không nhớ luôn. Dạ là mỗi màu đen xí, mày quá là con. Dạ. Dạo cái này của em nè. À đúng rồi. Bó nào có gì chất ta? Đó. Bên này nè, bó này nè, bó này nè. Bó gì chất mà. Dạ. Bó đó mấy xị? Ba xị rưỡi. Bó đó sao giờ héo gì trời? Ai biết. Mới vừa về với Tuấn Nguyễn vô tham gia liền. Ở hai chồng hạnh phúc nha. Đó đây là nón của anh Tuấn Nguyễn nha. Chiếc đội vô nhìn nó si canh độ liền. Chồng coi nó cũng đậu cái gì đâu không. Đó. Để xíu xíu rồi. Cho mướn đi nó hôn nhà nó. Này chồng coi đẹp không? Đó, hôm nay là đột nhập vô nhà anh Tuấn Nguyễn được cho mọi người, được 8 danh mọi người. Đó. À quên.
Ở đột nhập đi nhà anh Tuấn Nguyễn nha, hồi chưa? Ủa, tôi quay thấy đâu mà tôi quay đi theo. Rồi, đi gần nhà tới đây luôn á. Đi nhà tới đây luôn rồi. Lúc theo dõi. Lúc lên xe là tôi phóng theo rồi. Hết hồn chưa? Ủa, nãy vô được mấy triệu chứ? 500. Nha. Nhưng nhốt ở đây á, 500. Gần vô được nha, có 500. Thì mất cười. Ngày 500 phải không chứ? Ở đi. Thôi ở ngày 5 xị. Sướng vậy. Ủa lạnh béo có gì uống hết á. Lát đi mua suối vào giờ. Có nước kìa. Gì? Có nước có máy lọc. Ừ, có đồ mà ấy nước nè. Trời ơi, có mình này. Này chắc ghét bị về nhiều lắm. Tao giết mày chứ. Ủa ghê. Nước nè. Nước. Anh nha. Anh vô đây vậy trời. Tới công chuyện luôn, nói chiếc đội nón à, của chồng. Chắc là biết mua nước ngọt thì lại khắp trơn. Bích Thi biết đâu có. Ngồi ghế đây. Trời ơi, về đây lắc sẵn đồ cho nhậu nè. Sẵn quần áo cho quá trời quần áo. Chuyện không quá, ổng đồ Mỹ không hả? Có mặt quần xe không chết? Không, mặt quần xạo. Đâu cần phải mặc nữa đâu. Gì chứ có cần tụi con quan ngủ chung không? Có cần tụi con quan ngủ chung không? Đổi ăn mì gói. Kéo quay xuống, cái lịch sử xíu. Thôi mệt quá, mày diễn còn phòng. Cãi dưới đất mạnh này đi à, ý là anh gì chất kêu mấy youtuber này hùng bảo vệ chứ. Trời ơi trời. Bà Sơn mua cái cây gì cho ổng ơi, chống ma chống quỷ á. Thôi cây đó. Tối mời mang Tuấn đi làm chất nhà hát karaoke của mình luôn. Thôi đâu biết cà đâu. Dớt có karaoke luôn rồi, dớt hát karaoke. Thôi đầy đủ đồ chơi hết trơn á. Quan trọng chứ có dám chơi không kìa. Mở kênh nằm coi gì. Thôi không có mở tivi, tối nó chật, không có mở tivi. Cô ngủ rồi, câu gì 4 giờ sáng gì? Ngày mai Nguyên ngại nhẹ, nó nằm nhẹ. Ngày mai Nguyên ngại nhẹ, tha hồ coi. Chưa biết tối nay ai sợ ai. Dạ, tối nay cứ Nguyễn thì khi chất lộ. Tối nay chất lộ nguyên hình là chất còn dữ hơn anh Tuấn Nguyễn nữa. Một là thì chất khỏi. Lâu 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 nhà. Không. Về làm dâu mình làm sao cho có được nha. Cho cà tê đi. Đây ghê đó, nó mướn nè. Nè, cho cái vỏ để đồ nè, đi du lịch nè. Vỏ mua nước hoa á. Má dơ quá. Dơ thì nhà người ta đấy, người ta nói nhà người ta không ai ở thì phải dơ rồi. Về giặt lại. Về giặt lại, cái vỏ này trời ơi, trời ơi, mắc tiền lắm mà nói vỏ hả? Đẹp hơn cái vỏ bà nhiều à. Vỏ đó tôi hay đựng tiền lắm á, tôi hay đi ngân hàng, tôi hay đựng tiền á. Kéo lại đeo. Thôi, chứ đừng lấy vía đi, lấy hên đi. Đây rồi. Ngày chồng gần lại đi ăn đồ, đi ăn đồ chứ. Tưởng ngày chồng đi ăn đồ. Khi nghĩ không biết ăn đồ hay quẹo khách sạn. Đừng có tiền. Ở kênh 5 rồi. Ờ, không có kênh 5, kênh 7 chỉ trên đó. Nè, tôi có Hà Tuấn Nguyễn đi. Lấy điện thoại đó, coi Hà Tuấn Nguyễn. Giờ hai người cái gì luôn. Ổi e. Bây giờ làm cặp 1 trước đi giờ. Có sao lên được vậy? Quá vàng còn lên. Quá vàng hả? Lộ một hả? Không, giống như người ta đi thang máy lên rồi mình vô luôn, vô chung luôn rồi mình bấm lầu. Rồi sao biết, sao biết bấm lên lầu 4? Nhờ người ta bấm. Có hỏi, có người trả lời của em. À, có người cho thông tin hết. Ờ, có người cho thông tin hết á. Thông tin con nắm bắt từ A cái Z rồi. Đúng rồi, sao trốn với cầu quay rồi. Sao cũng đi trốn nợ, cầu quay tiền. Giết nợ nhiều mà đòi trốn nợ. Một tỷ á, ghê vậy. Tự nhiên giờ mặt là chất cái bé trẻ à. Bây giờ trẻ có đây chuyển qua cái nè. Nói thiệt đó, mốt mà bà về đây bà ở đi. Tôi để cái nhà này lại cho bà ở, tôi nói thiệt đó. Chị về má. Ủa? Tối nay chìm con chân. Bà thấy nhà tôi không ai ở không? Bà thấy không? Bà bọn tùm lum hết trơn. Nhưng mà thấy tôi về tôi dọn cũng sạch sẽ không? Thấy đâu đó ngăn mắt hết trơn không? Đó mặt tôi để không, để trống gì đó. Lâu tôi chỉ về tôi nghe tôi sỉnh quá. Cái nhà này bài nhậu đã quá Tuấn Nguyễn. Ờ, trời ơi, cái này. Thôi nay mấy con bay nhậu.
Thôi giờ kết thúc đi, giờ mình xuống con ốc đi. Đây. Xuống con ốc mình làm gà lon, đây. Gà lon đi. Đây. Đó, mọi người đón xem clip sau của Toàn nha, giờ kết thúc clip đây nha cả nhà.